Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Triển lãm tranh đất nước vào xuân, thời cơ mới, vận hội mới. Khai báo y tế toàn dân, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh tại khu cách ly. Về làng Tò He xem tạo hình các danh lam thắng cảnh. Thưa quý vị và các bạn, để chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam tổ chức triển lãm tranh đất nước vào xuân, thời cơ mới, vận hội mới tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm. Triển lãm là hoạt động nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 20 bức tranh bao gồm hình ảnh lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, hoa xuân ngày Tết sẽ giúp công chúng cảm nhận rõ nét hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới chào đón xuân Tân Sửu 2021. Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc được thúc đẩy bằng động lực đổi mới sáng tạo để sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 2 tháng 3. Tại Phú Thọ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị đã trao tặng 400 suất quà trị giá 460 triệu đồng cho địa phương để hỗ trợ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, huyện Đoan Hùng được trao tặng 200 suất quà. Thay mặt Quốc hội và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị nhấn mạnh, món quà là tình cảm, sự tri ân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ tới các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết đến xuân về. Cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm thần Việt Trì. Tại Thanh Hóa, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình có công nhân lao động đang công tác ở các tỉnh thành trong cả nước do dịch COVID-19 không thể về quê vui xuân đón Tết. Đây là hoạt động ý nghĩa của công đoàn nhằm chia sẻ, động viên để các công nhân lao động đón Tết xa quê được an tâm. Qua đó thể hiện vai trò của công đoàn trong chăm sóc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Tại huyện Triệu Sơn, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi động viên gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, thôn 3 xã Thọ Tiến. Gia đình ông Tiến hiện có 6 người con đang công tác ở các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 và để góp phần chung tay cùng với toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh, gia đình ông đã động viên các con vui xuân đón Tết tại nơi công tác. Có hai ông bà già mà trong khi là các con làm ăn ở trong miền Nam cả, thì Tết là vì là bệnh cho nên các con lại muốn về. Cho nên là theo như Thủ tướng Chính phủ và Lao động Công đoàn cũng thông báo xem đài TV là ai ở đâu thì ở đó, không nên về để mà khó khăn cho cái việc chống dịch. Còn bố bệnh nhưng mà bố vẫn phấn đấu để các con yên tâm, các con ở trong đó cứ yên tâm. Ăn Tết trong đó. Đang ở đâu thì các con cứ ở đó đi theo lời kêu gọi của chính phủ đi. Để rồi sau này là COVID hắn yên ắng đi rồi, nhà nước mình không chế được rồi thì lúc đó các con về, các con không về được nhưng mà có các cấp chính quyền rồi công đoàn các cấp về động viên bố mẹ rồi là thăm nom quà cho bố mẹ. Bố mẹ cũng cảm thấy rất là ấm lòng và cảm động. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, thay mặt đoàn công tác, ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, đồng thời mong muốn các công nhân lao động vui xuân đón Tết tại nơi công tác để phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường hợp mà đặc biệt là những trường hợp mà khó khăn, đối tượng ví dụ như trực tiếp hôm nay tôi đi thăm một gia đình là bố của một công nhân ở trong miền Nam, trực tiếp là ở tỉnh Bình Phước, rất là xa. Trước cái tình hình đại dịch thì cũng không thể về thăm bố, mặc dù là bố thì đang bị bệnh rất nặng. Thì những cái đối tượng như thế này thì Liên đoàn Lao động tỉnh trên cơ sở có thông tin thì chúng tôi sẽ kịp thời đến để động viên gia đình và để làm sao mà cùng chung sức trong cái việc mà ổn định tình hình cũng như là phòng chống dịch COVID-19. Thời gian vừa qua, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại một số các địa phương đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý người lao động. Tuy nhiên, với sự tuyên truyền của các cấp công đoàn, công nhân viên chức lao động tỉnh Thanh Hóa ổn định tâm lý, tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của chính phủ sẽ khống chế tốt dịch bệnh xảy ra và thực hiện đầy đủ các quy định của ngành y tế.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ huy động lực lượng thanh tra ở các huyện ngoại thành tăng cường cho khu vực nội đô để trực tiếp điều tiết phân luồng giao thông tại 62 vị trí nhằm giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể, các chốt thanh tra này được bố trí chốt trực thường xuyên trong giờ cao điểm, sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 tại quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Hà Đông. Lực lượng thanh tra giao thông chủ động và phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác tổ chức các chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông nhằm mục tiêu hạn chế ùn tắc tại một số nút giao thông thường xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm, đảm bảo đi lại cho người dân. Trước diễn biến dịch COVID-19, thành phố Hà Nội quyết định sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm như dự kiến. Theo đó, thành phố đang nghiên cứu phương án bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thích hợp, truyền hình trực tiếp để phục vụ người dân. Điểm bắn pháo hoa này sẽ không được tập trung đông người, đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch. Ngoài ra, thành phố cũng đang nghiên cứu xem xét mức độ để quyết định sự cần thiết tổ chức các sự kiện hoạt động phục vụ người dân vui Tết đón xuân. Trước đó, Hà Nội quyết định bắn pháo hoa tại 30 quận huyện với 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Thời tiết thuận lợi, đào rừng cho người dân vùng cao trồng ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán và thời điểm này cũng đang là cao điểm mua bán hoa đào Tết. Tuy nhiên, do việc phải truy xuất nguồn gốc cây đào đã khiến nhiều người buôn đào bỏ cuộc, người dân trồng đào gặp khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, không ít địa phương đã phát hành tem xác nhận nguồn gốc cây đào. Hơn 4.000 gốc cành đào của gia đình anh Mùa A Lang đến nay mới chỉ tiêu thụ được một nửa so với những năm trước. Nguyên nhân là do anh chờ dán tem chứng minh đây là đào do người dân trồng chứ không phải đào rừng. Đào là đào của chủ. Lúc chưa có cái này thì họ chưa dám mua. Mà thấy những cái người xuôi nhà ta lê là lê ít mà người ta mình bán thì chậm. Mà không có tem thì không dám mua. Không chỉ người bán đào mà người mua đào cũng phải chờ đến khi đào Vân Hồ, Sơn La có được chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bằng việc dán tem thì mới bắt đầu giao dịch để đưa đào ra thị trường. Anh Tạ Xuân Vinh là một trong số đó. Nói chung là có hàng có tem thì bọn em mới đi, còn hàng không có tem thì bọn em cũng không đi. An giao thông ở đường có mở cửa kiểm tra thì thấy tem, thì tem của mình là có nguồn gốc xuất xứ, là đào vườn dân trồng với chị nên là cũng không ảnh hưởng gì chị ạ. Việc dán tem xác nhận nguồn gốc xuất xứ cho cây đào đã được huyện Vân Hồ triển khai từ nửa cuối tháng 1 năm 2021. Và đến nay, huyện đã phát ra khoảng 10.000 tem xác định nguồn gốc đào trồng cho người dân. Tuy nhiên, điều đáng nói là hiện nay ở Vân Hồ nói riêng và Sơn La nói chung đã không còn đào rừng. Lượng đào được đưa ra thị trường là do người dân trồng, do vậy việc dán tem đã ít nhiều ảnh hưởng tới người trồng đào. Cái việc dán tem cũng có một chút là ảnh hưởng đến cái buôn bán của người dân trồng cây đào. Như mấy năm trước thì là không có cái việc dán tem thì khách ở dưới xuôi lên mua cây đào thì cũng không hỏi đến cái đấy, mà trên đường người ta di chuyển không hỏi đến đấy. Nhưng mà so với năm nay thì là cây đào này là phải là cây đào của người dân trồng, thế thì mình phải có cái tem để chứng nhận lại. Nhưng mà thực tế là cái cây rất là thường, mình phải trồng và mình phải làm cỏ thì nó mới lớn lên được, chứ không phải là cây mà tự nhiên ở rừng mà có. Cho nên là cái việc dán tem là cũng là một cái chứng nhận cho mình là với cây đào là cái đẹp đào của dân. Hiện dịch COVID-19 đang tác động không nhỏ tới việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh Hải Dương. Vì vậy, các cơ quan chức năng của tỉnh đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt là tại các vùng bị phong tỏa cách ly. Khoảng một tuần nay, tại công ty cổ phần nông sản Hưng Việt tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, lượng công nhân giảm khoảng 70%, khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc thu mua và sơ chế rau củ quả. Kho lạnh có thể chứa đến 2.000 tấn rau củ, nhưng hiện cũng đã gần đầy. Thu mua về thì tất cả đưa vào sơ chế bảo quản để tiêu thụ ấy, thì lại xe thì họ cứ thấy Hải Dương là họ không về. Chính cái đó mà ấy vận chuyển đi cũng gặp khó nữa. Gần Tết, dịch Covid bùng phát tại thành phố Chí Linh khiến nơi này phải thực hiện phong tỏa cách ly y tế từ ngày 28 tháng 1. Nhiều hộ dân tại đây hiện đang nuôi hơn 1,2 triệu con gà đồi để bán vào dịp Tết nhưng không tiêu thụ được.
Trước khó khăn đó, ngành nông nghiệp đã kết nối với doanh nghiệp, hỗ trợ kiểm dịch viên, hướng dẫn khử trùng cho người, phương tiện chuyên chở và gia cầm, sản phẩm chăn nuôi để tìm hướng tiêu thụ. Công ty sẽ giúp người dân thu mua để cho qua cái mùa dịch Covid. Những ngày tiếp theo chúng tôi cố gắng mỗi ngày bán khoảng 1.000 hơn 1.000 con, còn giá 45.000 một cân theo giá thị trường. Ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương cũng đã hướng dẫn người dân khi sản xuất và thu hoạch nông sản đều phải đảm bảo sức khỏe, tuân thủ đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách. Nhờ nỗ lực của ngành nông nghiệp Hải Dương, ngay tối 30 tháng 1, các doanh nghiệp đã thu mua khoảng 200 tấn cà rốt cho nông dân thành phố Chí Linh. Từ ngày 1 tháng 2, mỗi ngày có khoảng 20 xe container vào thu mua tiêu thụ cà rốt, khoảng 30.000 con gà đồi cũng đã được tiêu thụ. Ngay trong chiều ngày 2 tháng 2, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm và tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp và nông dân Hải Dương. Có phương án cấp logo cho các phương tiện của tổ chức cá nhân trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch trong quá trình lưu thông. Mới đây, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi đến thăm tặng quà giáo viên học sinh trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang phải tạm thời cách ly để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, cách ly tập trung tại trường tiểu học Xuân Phương có 56 học sinh, 14 giáo viên, nhân viên trong trường thuộc diện F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Diện F2 có 36 phụ huynh. Ngoài ra, trực tại trường 24/24 giờ còn có ban giám hiệu, tổ chức chuyên môn, nhân viên kế toán và các cán bộ quân đội, công an, bảo vệ, y tế. Hiện nhà trường sắp xếp bố trí 17 phòng, mỗi phòng 4 gia đình học sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất được nhà trường phối hợp với phụ huynh, bảo đảm đầy đủ. Ban giám hiệu cho biết sẽ phối hợp với các cô để tổ chức cho các con đón một cái Tết ý nghĩa ở trong khu cách ly, trên tinh thần bảo đảm nghiêm túc yêu cầu phòng dịch. Tuy ở trong này nhưng mà vẫn có nhiều niềm vui ở bên ngoài dành cho các con, đặc biệt là các bác ở trong những ngôi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non trên toàn quận Nam Từ Liêm đã nhất trí sẽ mừng tuổi cho các con, bởi vì trẻ con rất là yêu thích được mừng tuổi. Thầy cô trong ban giám hiệu cũng đã rất là tình nguyện để có cái sự phối hợp kết nối để giúp cho các cháu được có cái sự ăn nghỉ rồi các cái vệ sinh cá nhân thế và các cái hoạt động vui chơi cho các cháu và tuân thủ theo cái quy định. Hiện nay đã có rất nhiều tổ chức tặng sách, bánh kẹo, bánh chưng, đồ chơi cho học sinh để động viên tinh thần các con. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng giáo viên và học sinh các thiết bị vận động và thức uống dinh dưỡng trị giá gần 300 triệu đồng. Đồng thời lưu ý nhà trường và chính quyền địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất tại khu cách ly, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho giáo viên và học sinh, đặc biệt cần động viên để các cháu học sinh nhỏ tuổi vượt qua khó khăn khi phải sống xa gia đình. Trước diễn biến của dịch COVID-19 do chủng mới của virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 thống nhất yêu cầu thực hiện khai báo y tế toàn dân. Bộ Y tế có nhiệm vụ theo dõi, cập nhật, công bố thông tin lên trang bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cần thống nhất những đối tượng từ vùng dịch trở về. Sau khi nhắc nhở lần thứ nhất vẫn không khai báo y tế thì sẽ không được sử dụng dịch vụ viễn thông. Thông tin khai báo y tế chỉ dùng để phục vụ chống dịch, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế. Trước nhận định của các chuyên gia, đeo khẩu trang cơ bản vẫn là phương pháp an toàn nhất để phòng chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo ủng hộ đề xuất xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Toàn thành phố nhiều nơi đã kích hoạt lại hệ thống phòng dịch ở mức cao. Những chốt cơ động như ở phường Nguyễn Trung Trực cũng đang xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lực lượng trực chốt và liên tục nhắc nhở người dân giãn cách và đeo khẩu trang. Còn tại phường Hàng Trống, lực lượng chức năng liên ngành cũng liên tục ra quân. Đa phần người dân đã có ý thức phòng dịch. Tại nhiều điểm chợ cóc dân sinh, từ người bán hàng đến người mua hàng đều chấp hành quy định đeo khẩu trang. Mà nói chung là ai đến đây thì chúng tôi cũng nhắc nhở người ta đeo khẩu trang. Vâng, thì chúng tôi mới bán hàng. Thì nói chung tình hình là mọi người cũng phòng chống dịch bệnh và cũng thực hiện mọi cái chỉ thị của nhà nước mà mọi người cũng tự phòng và bảo vệ. Và người dân ai cũng chấp hành nghiêm túc.
Theo chỉ thị mới nhất được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, dù chưa cấm triệt để, nhưng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát phải thực hiện giãn cách 2 mét, khuyến khích bán mang về. Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số cửa hàng ăn uống nhỏ lẻ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu này, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Quán như kiểu quán cà phê hay quán net ấy ạ, thì mọi người sẽ phải nói chuyện với nhau, mà lúc ấy đeo khẩu trang thì sẽ nói khó hơn ấy ạ. Thì lúc đấy em nghĩ là cái việc đấy nó vẫn chưa sát sao lắm ấy ạ. Thì để mà phòng dịch một cách tốt nhất thì vẫn phải nên đóng cửa các cửa quán đấy ạ. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các quận huyện cần nghiêm túc ra quân, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng để làm gương. Hay vào buổi kiểm tra này, nhắc nhở trước, tất nhiên này, tuyên truyền nhắc nhở, nhưng sau đó phải có cái xử phạt, mà gọi là không thì đã có 1-3 triệu. Có lẽ là phải có cái làm gương, rồi đặc biệt là đối với ta là bà con là buôn bán giữa nội ngoại thành là nên lưu chuyển rất là nhiều. Và nghiêm túc được cái này thì đã chặn được ngay từ cái đầu. Phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày dịch diễn biến phức tạp trong cộng đồng đã vắng hẳn người đi lại. Để đảm bảo an toàn, quận Hoàn Kiếm cũng đã đề xuất thành phố cho dừng hoạt động đi bộ từ tối ngày 5 tháng 2. Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến cáo hạn chế di chuyển, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Một loạt các biện pháp chống dịch được kích hoạt để người dân có Tết an lành. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa mà đơn vị đã kiểm tra thu giữ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Hàng hóa tiêu hủy trong đợt này là vật liệu xây dựng, điện thoại, xưởng hóa chất, thực phẩm, bánh kẹo, phụ kiện may mặc, kính mắt và thuốc lá, là những mặt hàng có xuất xứ từ nước ngoài, hết hạn sử dụng cũng như kinh doanh chưa được kiểm định, kiểm nghiệm, gây hại cho sức khỏe con người. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh tò he ngộ nghĩnh thì vốn đã quen thuộc với tuổi thơ của rất nhiều người. Nhưng không ngừng sáng tạo, mới đây nhiều công trình kiến trúc di tích gắn liền với các nhân vật lịch sử đã được nghệ nhân làng tò he Xuân La, Phú Xuyên tạo nên bằng bột nếp và củ quả. Cầu Thê Húc sẽ như thế nào khi trở thành mô hình tò he? Và đây chính là câu trả lời. Không chỉ cầu Thê Húc, Khuê Văn Các, Chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, những công trình nổi tiếng của thủ đô được tỉ mỉ sáng tạo công phu qua góc nhìn độc đáo của các nghệ nhân tò he. 15 sản phẩm mô hình các cái danh lam thắng cảnh và các cái di tích lịch sử trong nội đô Hà Nội. 20 người làm tập trung là mất coi 25 ngày. Có khó khăn nhất là chúng tôi là từ trước giờ đúng ra chúng tôi cũng chưa làm các cái mô hình này. Nhưng mà khi mà tập hợp được tất cả các hội viên trong quân bộ đến thì là đều thống nhất với nhau là cố gắng như vậy là suy nghĩ và sẽ tìm tòi ở trong các cái lịch sử. Để hoàn thiện một mô hình công phu như thế này, đòi hỏi phải cần từ 2 đến 4 nghệ nhân, thực hiện trong ít nhất là 3 ngày. Mô hình nào rất là cầu kỳ, tỉ mỉ, quan trọng tất cả các mô hình chúng tôi phải làm, tạo một cái mô hình cốt tàu chiên trước, sau đó chúng tôi làm từng chi tiết nhỏ. Trong một cái tác phẩm như Khơi Con Cáp, nếu mà khó nhất là chúng tôi làm các cái led làm sao tạo hình ra cái mái ngói, làm sao nó đúng như nhìn như con ngói thật. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, việc làm nghề ngày càng mai một cũng không thể tránh khỏi. Nếu trước kia làng nghề có vài trăm người thì nay chỉ còn vài chục người. Nhưng những nghệ nhân yêu nghề tò he truyền thống, yêu những hình hài ngộ nghĩnh trên thân tre thì chẳng thể để nghề mai một. Phải giữ gìn và phải như vậy truyền lại cho các thế hệ sau để không để bao giờ cái nghề tò he mai một. Con học lớp 5 mà con làm theo nghề của ông từ năm lớp 1, nhận được bông hoa, Doraemon, con lợn. Con rất thích nghề của các ông và con muốn duy trì để nghề tò he. Nỗ lực sáng tạo, nỗ lực đổi mới và luôn sẵn sàng truyền đi ngọn lửa đam mê. Đó là cách mà những nghệ nhân tại làng Xuân La, Phú Xuyên gìn giữ tò he, một nét văn hóa rất riêng của Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.